nếu muốn giết bọn họ. Hãy bước qua xác của ta trước. Vì vậy chứ, chỉ cần xuất đao cũng như vậy cả thôi. Nhát dao chí mạng này bị hắn cản lại. Cả quá trình ta đã quan sát rất kỹ. Hắn nhắm vào đầu của ta, tốc độ rất nhanh. Ta ẩn mình trước, sau đó sẽ nhằm vào phía sau cổ sơ hở nhất mà chém. Nhưng đột ngột thay đổi chiêu thức, dùng phản thủ đao suýt chút nữa là lấy mạng ta. Đao pháp vừa đa dạng vừa linh hoạt như vậy, chỉ có thể là đao pháp phản thủ đao Lý Gia của Hàn Nguyệt Sơn Trang. Có muốn đánh nữa không? Huynh không phải chỉ biết chiêu này thôi đấy chứ. Ta có bao nhiêu chiêu, huynh đều biết cả rồi đấy. Đánh một trận đến cùng đi. Đao pháp mà huynh dùng là đao pháp của Lý Gia ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Huynh biết đao pháp mà ta đang dùng. Ta mong đi đến Hàn Nguyệt Sơn Trang một chuyến để giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Tiếc là ta chưa có cơ hội đến đó, thì nghe nói họ đã chết hết cả rồi. Hôm nay huynh thắng ta, huynh chính là thiên hạ đệ nhất đao. Không thể không thừa nhận đấu với huynh thật sảng khoái. Nhưng tất cả những điều này được kết thúc ở đây thôi. Triệu Ngã Hoàng, hãy ra đây quyết đấu một trận nào. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa. Đạo pháp không có mắt, ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Đừng tìm nữa, ta đang ở đây rồi. Thật sảng khoái. Thì ra là như vậy. Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng tiếc thay
không thể nào cùng nhau uống ly rượu. Ta thua rồi. Tại sao lại muốn giết ta và Giảng Huynh? Giảng Huynh, chúng ta chạy hay đánh đi? Giảng công tử, mọi việc đều nghe Huynh. Chạy thôi, người xem thường nỏ của ta quá đấy. Hãy thử động đậy xem, các ngươi lập tức sẽ thành nhím ngay. Bọn ta chỉ muốn gặp Bạch Đại Hiệp thôi, nhưng các ngươi không cho gặp, nên đành phải dùng hạ sách. Quả đúng là hạ sách. Cho dù các ngươi là ai, sư phụ ta cũng không thể gặp được. Mong các vị hãy giúp đỡ. Ta đây có miếng ngọc bội, ông ấy nhìn thấy miếng ngọc này chắc chắn sẽ đồng ý gặp ta. Nếu các người đã muốn gặp sư phụ như vậy, ta sẽ cho các người một cơ hội. Sáng sớm mai các người quay lại đây. Được. Ta vốn không muốn biết các người là ai, cũng không mong các người bước vào đây. Sự việc đã đến nước này thì đành nghe theo số trời vậy. Sư phụ đang ở bên trong. Giảng Huynh, cái này... Bạch Đại Hiệp chết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ thường xuyên phiêu bạt trên giang hồ, hành tung bất định. Vì gần đây sư phụ quay về và bế quan, chỉ có bốn người bọn ta biết thôi. 10 ngày trước khi sư phụ bế quan, bốn người bọn ta ra ngoài giải quyết một số việc. Lúc trở về, đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng xông vào trong. Chạy về phía mộ Tuyết Cát, nhanh nào. Người đó khinh công rất giỏi, hình như nắm rất rõ về hành tung của sư phụ. Khi bọn ta bước vào trong thì sư phụ đã ngừng thở. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Cái bóng trắng đó thì không thấy đâu nữa. Bóng trắng. Giảng Huynh, không thể cũng như ở Hàn Nguyệt Sơn Trang chứ? Bạch Đại Hiệp, ông ấy không thể bị kẻ nào đó cắt cổ phải không? Không phải. Trên thi thể sư phụ không hề bị thương. Bọn ta không thể điều tra ra nguyên nhân cái chết. Vậy tại sao ngươi lại giấu nhẹm việc này vậy? Ta muốn giấu cả giang hồ này.
kẻ sát hại sư phụ, danh tính, mục đích đều không rõ ràng. Lỡ như tin tức qua đời của sư phụ truyền ra ngoài, sẽ gây nên một sự hoang mang cho cả giang hồ. Cho nên những người biết việc này càng ít càng tốt. Các người làm vậy là đúng. Ta có một việc muốn nhờ các vị giúp. Với tư cách là một thám sự, ta muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi. Được thôi. Cha ta và sư phụ ta là hảo bằng hữu của nhau. Đối với sư phụ mà nói, ngươi chính là người thân của ông ấy. Xin đa tạ. Nhưng có một điều, bọn ta ra ngoài đợi nha. Ta muốn Diệp tiền bối ở lại cùng ta. Cô nương, dũng khí rất lợi hại. Thứ lỗi đã đắc tội. Giảng công tử, Bạch Đại Hiệp thật sự đã chết cách đây 10 ngày. Sở dĩ trên thân thể không hề có thương tích là vì có người đã ở đằng sau điểm vào tử huyệt á môn của ông ấy, huyệt đạo lại bị tóc tai che mất. Cho nên người thường rất khó để phát hiện ra bị kẻ khác điểm vào tử huyệt. Không thể nào. Bạch Đại Hiệp võ công cao như vậy, làm sao có thể bị người khác điểm vào tử huyệt được? Để ta xem nào. Võ công của ngươi có vấn đề rất lớn, là do Triển Thập Nhị dạy đúng không? Sao cô biết được? Khi ta còn trẻ cũng mắc phải sai lầm như vậy, và đến khi ngươi học cũng như vậy. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là Triển Thập Thất đúng không? Cô là ai? Tay của Bạch Đại Hiệp. Giảng công tử, có phát hiện được gì không? Nếu như trước đây chỉ là suy đoán, thì bây giờ ta dám khẳng định, cái bóng trắng đó đã giết Lý Nhị Gia trước, sau đó sát hại Bạch Đại Hiệp. Nếu xảo thủ đường không chết quá sớm, e rằng không thoát khỏi tay hắn. Xem ra thật sự có người không muốn để ta tìm ra sự thật. Vậy bây giờ nhân chứng trải qua thảm án ở Thần Cơ Cốc chỉ còn lại Dương Lão Đại. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng của hắn chắc chắn sẽ là Dương Lão Đại. Chúng ta phải nhanh chóng tìm gặp Dương Lão Đại trước hắn. Được. Chiêu thứ nhất cô đã thua. Là một công cụ sát nhân, cô nương rất giỏi, nhưng làm người thì chưa được. Tại sao lại chưa được? Nếu không muốn làm một sát thủ nữa, thì lúc xuất chiêu phải dành cho mình một lối thoát. Cùng chết là sự lựa chọn vô trách nhiệm. Cô phải cố gắng sống, như vậy mới có thể bảo vệ người mình yêu. Có thể xem như gì giảng bất tri, cô cũng phải sống. Cô biết không, hai người vai kề vai ngắm mặt trời lên, thật sự rất đẹp. Tại sao bà nói với ta những điều này? Thế nào rồi? Bạch Đại Hiệp bị kẻ nào đó điểm vào tử huyệt, hung thủ là ai? Manh mối trước mắt vẫn chưa đủ. Ta phải đi Liêu Đông ngay lập tức. Có lẽ khi ta quay lại, mọi việc đã được phơi bày. Tiểu bối, xin cáo từ trước. Hãy chờ đã.
Dạng bất tri, ta có chuyện muốn nói với mình ngươi. Ta có bệnh về tim, e rằng không sống được bao lâu nữa. Bởi vì không thể sống lâu nên ta muốn nói những việc thầm kín. Việc gì vậy? Đến ngay cả bọn Bạch Hồ đều không biết việc gì đã xảy ra. Ngồi đi. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về thập sắc môn? Ta chỉ biết rằng bọn họ chia làm hai bộ phận, danh bộ và triển bộ. Triển bộ phụ trách hành thích ám sát, các thành viên sát thủ đều không tên, lấy họ là triển, lấy thứ hạng võ công để đặt tên. Ta đã từng gặp triển thất nhị và triển thất ngũ, và cả triển thập thất. Thế còn danh bộ thì sao? Ngươi lại muốn biết gì nữa? Ta cũng không rõ lắm. Ta chính là thành viên của danh bộ. Ta còn có một tên gọi khác là danh cửu. Bà không phải bà đến để giết ta đấy chứ? Danh bộ bọn ta không dễ dàng động thủ giết người. Bọn ta chỉ có thể che giấu thân phận, cung cấp tình báo cho thập sát môn mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên. Tất cả những gì có thể khiến thân phận bọn ta bị bại lộ, bọn ta đều không làm. Đến ngay cả những người thân nhất của bọn ta, cũng như bạn bè tốt nhất, đều không biết thân phận thực sự của bọn ta. Vậy tại sao bà lại nói chuyện đó với ta? Miếng ngọc bội này của ngươi là do chính tay ta làm ra và tặng cho cha ngươi. Bên trên có khắc chữ giảng. Lúc đó ta đã khắc mấy ngày mấy đêm. Đó là chuyện của 16 năm trước. Cha ngươi lần đầu tiên đến Yến Sơn tìm sư phụ ta. Lúc đó ông ấy mặc bộ y phục màu xanh ngọc, bất kể gặp ai đều nở nụ cười. Ông ấy khác hoàn toàn với sư phụ. Lần đầu tiên gặp ta, tiền bối bình dị dễ gần, lại cởi mở hoạt bát đến vậy. Khi sư phụ giới thiệu giảng đại hiệp cho ta, ông ấy đã nhìn ta chăm chú hơn so với nhìn người khác. Chính ánh mắt chăm chú đó đã khiến cho con tim ta lúc đó đập liên hồi, để rồi sau đó không nghe thấy gì nữa. Cho đến tối, cha ngươi đến phòng ta. Tiền bối, vậy tiền bối và ông ấy đã, những điều ngươi nghĩ chỉ có thể trong trí tưởng tượng mà thôi. Cha ngươi không hề nói với ta những lời tình tứ, mà chỉ chất vấn về thân phận của ta. Chỉ một mặt này thôi, ông ấy đã biết ta là thành viên của thập sát môn. Bởi vì trên người ta lúc đó đã rơi ra chiếc lông bồ câu màu xám tro, mà ở Yến Sơn phái không có ai nuôi bồ câu màu xám. Nếu tiền bối vẫn có thể ở đây, điều đó chứng minh ông ấy đã không vạch trần thân phận của tiền bối. Đó là vì bọn ta tiến hành cuộc trao đổi. Cha ngươi cũng biết, hễ để lộ thân phận của ta, các chính phái võ lâm sẽ không tha cho ta. Cho dù ta có trốn thoát và trở về thập sát môn, một quân cờ đã bị bại lộ thân phận thì chẳng còn giá trị gì đối với họ nữa. Thế thì ta chỉ có con đường chết. Nên cha ngươi đã ép ta phải thề, thề cả đời này không được làm những gì có lỗi với Bạch Thảo Chiết và sư phụ ta. Đổi lại, ông ấy sẽ giữ bí mật giúp ta. Ông ấy đã giữ đúng lời hứa. Ta đã xem tất cả sổ tay ghi chép lại của ông ấy. Liên quan đến việc này, ông ấy không hề ghi lại một chữ nào. Ông ấy là một con người như vậy, nên ta đây vô cùng cảm kích. Từ sau khi ông ấy rời khỏi phòng, ta bắt đầu cắt miếng ngọc bội này. Nhưng đáng tiếc thay, sự cảm kích này mãi mãi không thể chuyển hóa thành ái tình. Bao nhiêu năm đã qua, ta lẫn quẩn giữa võ lâm và thập sát môn. Ta cũng đã tự vấn lương tâm, không có gì đáng phải hổ thẹn.
Có phải tiền bối biết vì sao Thập Sắc Môn lại muốn trừ khử tại hạ? Ta thực sự không biết tại sao ngươi lại bị Thập Sắc Môn để mắt đến. Nhưng ta biết một điều, ngươi là kẻ bị truy nã gắt gao nhất. Cho nên ngươi phải chấp thuận với hai việc. Việc thứ nhất là từ nay về sau, trên giang hồ chớ đừng dễ dàng tiết lộ danh tính thật của ngươi với người lạ. Ta đồng ý. Việc thứ hai là không đến Liêu Đông, trực tiếp đến Hắc Vũ Lĩnh để chữa bệnh của ngươi. Việc này tại hạ không làm được. Tại hạ nhất định phải đến Liêu Đông. Nhưng trước khi ngươi đến Yến Châu, Triển Tứ đã thông báo cho ta biết sẽ ở Yến Châu để ngăn cản ngươi. Ta tin hắn chắc chắn sẽ biết việc ngươi đi Liêu Đông. Tại hạ không sợ bọn họ. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ sẽ không làm gì ta. Nhưng Triển Tứ thì sẽ khác. Hắn xếp thứ tư ở danh bộ chẳng phải vì võ công của hắn hạng thứ tư, mà là vì hắn sẽ không nhận những nhiệm vụ chẳng ra gì. Nhiều năm qua số người bị hắn sát hại không nhiều, nhưng mỗi kẻ bị hắn hạ gục đều là cao thủ trên giang hồ, không một kẻ nào có thể kháng cự lại khi hắn ra tay. Nhưng nếu tại hạ không đi Liêu Đông, không gì quan trọng hơn sinh mệnh của ngươi. Giống như cha ngươi đã từng nói, trên thế gian này không có bí mật nào mà thám sự không tìm ra. Nhưng nếu thám sự chết thì sao? Ngươi đã nghĩ đến chưa? Thôi được, tại hạ đồng ý việc này. Đi đến Hắc Vũ Lĩnh rồi sau đó sẽ đi Liêu Đông. Cái này ngươi cầm đi. Đây chính là loại pháo hoa mà ta và Bạch Hồ dùng để liên lạc. Sau này nếu ngươi đến Yến Châu, khi gặp vấn đề gì rắc rối thì hãy đốt nó lên. Bạch Hồ sẽ hỗ trợ cho ngươi nhanh nhất có thể. Xin đa tạ tiền bối. Ngươi có thể đi rồi. Hay là tiền bối hãy đi cùng chúng tôi. Ta cần tiếp tục ở đây, trải qua cuộc đời cùng Yên Sơn Phái và danh bộ. Vậy tiền bối hãy bảo trọng, tại hạ sẽ quay lại thăm người. Sao người nào cũng nói như vậy cả? Đi đi, còn có người đang chờ ngươi. Giảng đại ca, huynh có một nhi tử tốt. Đã trọn một đêm, huynh không thấy lạnh sao? Nói ra cũng thật kỳ lạ. Từ khi biết Bạch Đại Hiệp đã chết, lại không thể đi Liêu Đông điều tra vụ án, thì dường như hàn độc không dễ dàng phát tán. Tại sao lại như vậy? Trước đây cứ mỗi lần có gì hồi hộp lo lắng là dễ dàng phát tán. Xem ra từ bỏ cũng là cách thư giãn. Bây giờ ta hoàn toàn không thấy lo lắng gì nữa. Trời sắp sáng rồi, cô không thấy mệt sao? Người có tâm sự thì sẽ không ngủ được. Ta biết huynh có tâm sự. Huynh không ngủ được, ta cũng không ngủ được. Triển cô nương, cô đã từng có lúc nào thấy mình bất lực không? Có chứ. Trước khi gặp các người, ta thường có cảm giác đó. Nhưng từ sau khi gặp huynh, chỉ cần nghĩ đến huynh, gặp bất cứ khó khăn gì, ta đều không thấy sợ hãi. Nhưng ta thì lại rất có nhiều việc phải lo sợ. Việc đáng lo bây giờ nhất là ta sợ không còn có cơ hội điều tra sự thật về thảm án ở Thần Cơ Cốc. Chờ huynh khỏi bệnh xong, ta sẽ cùng huynh đi điều tra.
không kịp nữa rồi. Trực giác của ta mách bảo rằng kẻ áo trắng bí ẩn đó sẽ đi trừ khử Dương lão đại. Hắn muốn tiêu hủy mọi manh mối. Giảng công tử, việc này ta hiểu rất rõ. Dựa vào trực giác của ta, ta không thể nào thuyết phục được mọi người, cũng không thuyết phục nổi bản thân. Những điều Bạch Hạc và Diệp Tiếu Tiếu nói mỗi câu đều rất có lý. Triển Tứ muốn giết ta, hàn độc mỗi ngày lại xâm nhập sâu hơn vào cơ thể ta. Nếu nói rằng ta không sợ chết, thì ta cũng không muốn âm dương cách biệt với mọi người sớm như vậy. Đúng thế, sống được thì tốt biết bao. Cho nên ta không thể đi lưu đông. Ta chỉ không cam tâm. Số mệnh là một thứ gì đó đôi khi lại tàn khốc vô cùng. Từ khi ra khỏi thần cơ cốc, ta mới hiểu rằng trên đời này còn có rất nhiều việc kết thúc rất đột ngột. Khi ta đang tràn đầy hy vọng, số phận lại mang đến cho ta một cái kết đầy bất ngờ để trêu đùa ta, nhắc nhở bản thân dù có yếu ớt dường nào. Ngay chính lúc đó ta sẽ thấy vô cùng bất lực. Lý Nhị Gia, Xảo Thủ Đường, Bạch Đại Hiệp, bọn họ đều là những người khi ta sắp chạm đến sự thật thì đều ra đi đột ngột. Huống hồ gì lần này, đến ngay cả cơ hội tìm Dương lão đại cũng không có. Ta không cam tâm. Ta thật không cam tâm. Giảng công tử, hãy nhìn về phía trước. Mặt trời sẽ xuất hiện. Màn đêm dù đen tối lạnh lẽo đến đâu, rồi cũng sẽ qua. Huynh biết không, hai người cùng ngắm mặt trời lên, thật sự rất đẹp. Triển cô nương, ta thấy rất mệt. Là thuốc mê phải không? Đúng vậy, mỹ nhân chính là một thuốc mê. Ta không hiểu tại sao huynh lại nói như vậy, nhưng ta thích nghe huynh nói như thế. Ta muốn thấy từ huynh. Ở đó không có lời nói dối và nợ nần. Chỉ muốn ôm người, nói lời tạm biệt. Lúc nào lại có thể nhìn thấy nụ cười của người. Không có người, trời đất trở nên lạnh lẽo. Bị giam hãm giữa ánh sáng và bóng tối, lưu lại nụ cười không gì dập tắt được, như sự chói chang của dải ngân hà. Tình yêu dành cho người không bao giờ nguôi, mãi lưu lại trong tâm trí. Ánh sáng sau cơn mưa thật sặc sỡ, đó chính là người, đó cũng chính là lúc ta thấy nhau. Ta có thể nói câu hẹn gặp lại mỗi ngày.
Triển cô nương. Triển cô nương. Ta thật sự là một đại hiệp thông minh. Hai bộ đao pháp đã được ta tận dụng hết mức. Một vị võ sĩ mù đã nói: ít thì là nhiều, chậm thì là nhanh, yếu thì là mạnh. Động tác quá chậm. Cái này không được. Lẽ nào như tên hòa thượng kia nói, ít là nhiều, yếu là mạnh, thật sự có liên quan đến đao pháp này? Đại ca, ta đã về đây. Đến đây lão đệ. Mới sáng sớm đã vui vẻ thế, việc tiến hành như thế nào rồi? Việc huynh dặn dò ta làm tất nhiên phải làm cho gọn. Mọi thứ ta đã làm xong, xe đã chờ ở sau núi, chắc chắn huynh sẽ hài lòng. Giảng huynh thấy chắc chắn sẽ rất vui. Đi xem thử đi. Đi thôi. Tiểu nhị, tiểu nhị, hai vị khách quan cần dùng gì đây ạ? Xin hỏi đường đến Yến Châu còn bao lâu? Không xa nữa đâu, đi một ngày đường nữa. Đạt. Triển cô nương. Đừng tìm nữa. Cô ta đã đi rồi. Đi rồi ư? Cô ấy đã đi từ lúc nào? Cô ấy đi đâu cơ chứ? Cô ta không nói gì cả, nhưng ta nghĩ cô ta có lẽ sẽ đi Liêu Đông. Đi Liêu Đông để làm gì? Ngươi là người nên hiểu rõ nhất chứ. Cô ta đi Liêu Đông chắc chắn sẽ đến Tiêu Cục Tam Thông tìm Dương lão đại, thay ngươi hỏi rõ sự việc ở Thồn Cốc. Ta đoán Triển cô nương biết được ngươi đang lo lắng về việc của Dương lão đại, nhưng vì sức khỏe mà không thể đến Hắc Dụ lĩnh được, cho nên cô ta đã tự lên kế hoạch thay ngươi đi tìm Dương lão đại. Tiền bối, sao người không ngăn cô ấy lại? Ta đã ngăn nhưng ta không đánh thắng nổi cô ta. Vậy tại sao tiền bối không gọi tại hạ vậy? Ta đã gọi nhưng người không tỉnh. Người nói vậy là sao? Tôi
Ta đoán rằng ngươi đã bị cô ấy cho uống thuốc mê, mới ngủ mê man không tỉnh như vậy. Ta thấy không thể nào đánh thức ngươi, nên đành chờ ngươi tự tỉnh lại vậy. Ta đã ở đây chờ ngươi một canh giờ rồi. Tiểu bối đã chờ tại hạ một canh giờ. Vậy trước khi cô ấy đi, đã nói gì với tiền bối? Cô ta chỉ nói một câu: hãy bảo Giản công tử đi hát dụ lệnh tìm ta, không gặp không về. Gặp nhau tại hát dụ lĩnh, không gặp không về. Chuyện cô nương nói cũng chí phải. Lựa chọn duy nhất của ngươi bây giờ chính là hát dụ lĩnh để giải độc tố. Giản huynh là người có phúc lớn, lần này sẽ không sợ lạnh nữa. Nếu chúng ta đến Liêu Đông trước, rồi sau đó đến Hắc Dụ Lĩnh, thì cơ hội sống của ta được bao nhiêu phần? 2 phần. Vậy thì chúng ta hãy đi Liêu Đông trước. Huynh điên rồi sao? Ta không điên, ta rất tỉnh táo. Ta nói cho huynh nghe, Dương lão đại là người làm kinh doanh, đối với ông ta mà nói chỉ có trao đổi chứ không có giúp đỡ không công. Đây chính là tính cách của ông ấy. Cho nên Triển cô nương nếu không có giá trị, lại yêu cầu ông ta nói cho cô ấy những bí mật vô cùng quan trọng trên giang hồ như vậy, cô ấy lấy gì để trao đổi? Triển cô nương hiện tại chỉ có 2 thứ đáng tiền: một chính là sắc đẹp của cô ấy, 2 chính là khả năng giết người của cô ấy. Với tính cách của Triển cô nương thì cô ấy sẽ không chịu bán sắc. Nhưng cô ấy liệu có thay Dương lão đầu giết người hay không để đổi lấy các tin tức? Điều này rất khó nói. Cho dù 2 trường hợp trên thì trường hợp nào ta cũng đều không thể chấp nhận. Cô ấy đã không dễ dàng gì mới rời khỏi thập sắc môn, không dễ dàng gì được tự do, mới trải qua cuộc sống tự do tự tại không bao lâu sau đó vì ta mà cầm đao kiếm. Không được, ta không thể chịu nổi. Ta hiểu huynh. Bây giờ chúng ta đi Liêu Đông, đi ngay bây giờ. Giản huynh, Triệu huynh, huynh đã về rồi. Sao vậy? Triển cô nương đi Liêu Đông rồi. Tại sao lại như vậy? Cô ấy đi tìm Dương lão đại, cô ấy muốn hỏi chân tướng sự việc ở Thần Cơ Cốc năm đó. Không, Triệu huynh, huynh hãy cùng ta đi Liêu Đông. Chúng ta cùng đi tìm Dương lão đại. Chúng ta không thể để Triển cô nương đi một mình được. Không được, không thể nào như vậy được. Cô ấy có thể đi Liêu Đông, còn huynh không thể đi được. Nơi duy nhất bây giờ huynh có thể đi chính là Hắc Dụ Lĩnh. Huynh xem, xe ngựa còn mang theo cả lò sưởi, ta đều chuẩn bị sẵn cho huynh. Tốt quá rồi. Không phải. Xe ngựa mang theo cả lò sưởi. Diệp tiên sinh, nếu chúng ta ngồi xe ngựa này đi thì chẳng sợ thời tiết băng giá ở Liêu Đông rồi. Thật sự là rất tốt. Nói cái gì vậy chứ? Triệu huynh, xin đa tạ huynh. Đi thôi, chúng ta đi Liêu Đông thôi. Không thể nào. Ta chuẩn bị cho huynh cái này là để huynh bảo toàn sự sống, không phải để huynh vào chỗ chết. Triệu huynh, ta biết huynh đối với ta rất tốt, nhưng huynh thử nghĩ nếu ta là huynh, thập nhất là Minh Nguyệt, thì huynh có thể đưa mắt nhìn cô ấy không quản được không? Thứ nhất, ta không phải là huynh. Thứ hai, ta không bị trúng hàn độc đến độ sắp chết. Nên so sánh này rất khập khiễng. Không khập khiễng đâu Triệu huynh, sẽ phải có cách. Huynh còn nhớ lúc chúng ta ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, khi ta bị trúng độc, mọi người đều nói ta không thể sống sót đến khi mặt trời lặn. Nhưng sau cùng Hồ Bát Nguyệt đã dùng hàn độc làm đóng băng trùng độc. Chẳng phải bây giờ ta rất khỏe sao? Đúng rồi, còn điều này nữa. Trước khi chúng ta chưa gặp Diệp tiền bối, chúng ta không biết có thể thông qua việc cho chảy máu ra ngoài có thể làm chậm quá trình phát độc. Đúng không Triển huynh? Diệp tiên sinh sẽ có cách. Đi thôi, đi thôi. Không thể như vậy. Huynh không thể nào may mắn như vậy. Giản huynh, huynh hãy bình tĩnh xem nào. Xem như ta chưa từng thấy huynh hoang mang như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ rằng ta sẽ mất người huynh đệ như huynh. Triển huynh, ta đang rất bình tĩnh.
Lưu Đông ta nhất định phải đi. Huynh điên thật rồi sao? Câu này ta đã nghe hắn nói từ trước đó. Giảng huynh, huynh biết vì sao Triển cô nương quyết định một mình đi đến đó không? Chính là vì cô ấy không muốn huynh đi Lưu Đông. Huynh là người thông minh, sao huynh không chịu hiểu điều đó? Nếu bây giờ huynh đuổi theo thì huynh chỉ có thể tìm cái chết một cách lãng phí. Và như vậy huynh biết cô ấy cũng sẽ mất mạng một cách lãng phí. Vậy thì để nào ta chỉ có thể mở mắt mà nhìn vậy thôi sao? Ta mặc kệ. Huynh là huynh đệ của ta, ta không thể nhìn huynh tự đi vào chỗ chết. Nếu huynh muốn đi thì hãy bước qua xác của ta. Đứng lại! Hãy thả ta ra! Ta không thả! Ta nói với huynh lần cuối cùng, hãy thả ta ra! Ta cũng nói với huynh lần cuối cùng, ta không thả! Huynh hãy thả ta ra! Giảng huynh, huynh hãy thả ta ra, hãy buông ta ra. Huynh bình tĩnh đi. Giảng huynh, huynh không sao chứ? Ta thật sự không cố ý. Huynh hãy tránh xa ta ra. Ta nói cho huynh biết Triệu Ngã Hoàng, kể từ hôm nay ta và huynh không còn là huynh đệ nữa. Huynh nói gì vậy? Huynh đi đi. Được thôi, nếu như huynh đã nói chúng ta không còn là huynh đệ nữa, ta đây cũng không thể ép huynh làm điều huynh không muốn. Nhưng ta không thể đứng nhìn huynh đi vào chỗ chết. Giảng huynh, làm huynh đệ với huynh thật khó quá. Ta đây xin đa tạ huynh đã kết giao huynh đệ với ta một thời gian dài như vậy. Triệu Ngã Hoàng, Diệp tiên sinh, hãy thay ta chăm sóc cho Giảng huynh. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Huynh đừng quá kích động. Xe ngựa bốn mùa như xuân, ta để lại cho huynh. Sao vậy Triệu đại ca? Cái này hãy giúp ta chăm sóc cho Giảng huynh, đưa huynh ấy đi một cách bình an. Không, Triệu đại ca. Phải chăng ta đã sai? Người sai là ta đây. Nếu ngay từ đầu ta tìm Hắc Vũ nương nương để giải độc thì sẽ không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay. Tại hạ xin cáo biệt các vị. Chúng tôi lên đường đi Lưu Đông. Tiểu nhị, khách quan đến đây, đến đây. Khách quan, mì của ta bao nhiêu tiền? Của khách quan 2 quan tiền. Tiền của ta hình như bị đánh cắp rồi. Khách quan người đùa sao? Chỉ có 2 quan tiền mà cũng muốn quỵt sao? Tiểu nhị, hay thế này đi, lần sau ta quay lại, đến lúc đó ta sẽ trả sao? Những kẻ ăn quỵt như ngươi ta gặp nhiều rồi. Hãy để đao lại, ngươi có thể đi. Hành tẩu trên giang hồ, không đao kiếm thiệt là mất mặt. Không được, phải trả tiền cho ta. Tiểu nhị, khách quan, đến đây, đến đây. Không trả tiền cho ta thì không được đi.
Khách quan thật sự xin lỗi. Bên kia ồn ào ảnh hưởng đến khách quan. Thật là mặt dày người xem. Chỉ có 2 quan tiền thôi mà. Đừng để người ta khó xử. Hãy tính vào phần của ta. Xin đa tạ. Xem như người may mắn đấy. Đa tạ. Tử Phùng tri kỷ Thiên Bôi Thiểu, chi bằng chúng ta hãy cạn ly ở đây. Xin lỗi, ta còn có việc quan trọng, cần lên đường gấp. Thôi đành vậy. Đại hiệp xem ra dường như đang có tâm sự. Bằng hữu ta làm tổn thương ta. Ta và huynh ấy đã chấm dứt. Thật tốt quá. Còn có bằng hữu để mà chấm dứt. Bằng hữu của huynh đâu? Giống như huynh, đường ai nấy đi cả rồi. Nào, hãy cạn ly lần cuối trước khi lên đường. Cảm ơn đại hiệp đã ra tay giúp đỡ. Chỉ là 2 quan tiền thôi mà, không đáng để nhắc đâu. Xin cáo từ. Cáo từ. Ta tên gọi Triển Tứ, đi Liêu Đông giải quyết chút việc. Khi trở về nếu huynh còn ở đây, ta sẽ gửi lại tiền cho huynh. Huynh đi Liêu Đông để giết một người tên Giảng Bất Tri đúng không? Đúng vậy. Còn một người nữa tên là Triển Thập Thất. Tại hạ là Dương Ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Nếu muốn giết bọn họ, hãy bước qua xác của ta trước. Ta thật sự cảm thấy rất đau lòng. Nó là một việc vô cùng nhạt nhẽo. Vậy quên gặp ta là phải rồi. Vì bằng hữu ta thường nói với ta rằng, ở bên cạnh ta sẽ không hề thấy nhạt nhẽo. Hy vọng là như vậy. Để báo đáp ân tình của huynh, ta quyết định dùng tay trái. Xem ra ta phải đa tạ 2 quan tiền. Ta là kẻ không muốn nợ ân tình của người khác. Tuy ta rất kính trọng huynh, nhưng điều này không thể thay đổi được cục diện. Ta vẫn phải giết huynh. Cũng giống như Bạch Hạc. Bạch Hạc. Thân phận thật của cô ta là danh cửu. Cô ta đã phản bội Thập Sát Môn. Đã chết thật rồi. Ngươi dự định giết ta trước mặt sư phụ ta. Ta là kẻ luôn muốn thử thách các cao thủ. Trước đây vì là thành viên của danh bộ nên mãi không có cơ hội so tài cùng Bạch Đại Hiệp. Đây là điều đáng tiếc vô cùng. Nếu hôm nay có thể so tài được, chỉ cần nửa chiêu để ngươi xem thử, ta cũng xem như hoàn thành tâm nguyện. Xem ra ngươi vẫn biết đạo lý. Ta chỉ muốn biết Giảng Bất Tri và Triển Thập Thức đã đi đâu. Huynh có thể đã biết rõ. Ta đã thả bọn họ đi thì tuyệt nhiên không thể nói với huynh. Ta tất nhiên hiểu rất rõ. Ta chỉ tiếc một nhân tài như cô cho Thập Sát Môn. Cô đã trung thành nhiều năm như vậy. Ta đây rất khâm phục. Ta đây trung thành tuyệt đối với Thập Sát Môn. Nhưng trung nghĩa thì khó toàn vẹn. Ta có việc cần làm ý nghĩa hơn. Vậy nên ta đành phải làm trong sạch môn hộ. Người thấy người có thể thắng ta không? Ta
ta sẽ cố gắng hết sức. Là đại đệ tử của Bạch Thảo chiết phái Yên Sơn, có được đối thủ đáng gờm như vậy, cơ hội 10 năm mới có một lần, rất đáng quý. Nếu không phải vì ngươi thân mang trọng bệnh, thì chúng ta đã có một trận quyết chiến đến cùng. Ngươi không nói cũng không sao. Ta biết bọn họ sẽ đi đâu. Vậy nên hãy nói cho ta biết tài nghệ của Triển Tứ nổi danh chốn giang hồ. Vì vậy chứ, chỉ cần xuất đao cũng như vậy cả thôi. Nhát dao chí mạng này bị hắn cản lại. Cả quá trình ta đã quan sát rất kỹ. Hắn nhắm vào đầu của ta, tốc độ rất nhanh, ta ẩn mình trước, sau đó sẽ nhằm vào phía sau cổ sơ hở nhất mà chém. Nhưng đột ngột thay đổi chiêu thức, dùng phản thủ đao suýt chút nữa là lấy mạng ta. Đao pháp vừa đa dạng vừa linh hoạt như vậy, chỉ có thể là đao pháp phản thủ đao Lý gia của Hàn Nguyệt Sơn Trang. Có muốn đánh nữa không? Huynh không phải chỉ biết chiêu này thôi đấy chứ. Ta có bao nhiêu chiêu, huynh đều biết cả rồi đấy. Đánh một trận đến cùng đi. Đao pháp mà huynh dùng là đao pháp của Lý gia ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Huynh biết đao pháp mà ta đang dùng. Ta mong đi đến Hàn Nguyệt Sơn Trang một chuyến để giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Tiếc là ta chưa có cơ hội đến đó, thì nghe nói họ đã chết hết cả rồi. Hôm nay huynh thắng ta, huynh chính là thiên hạ đệ nhất đao. Không thể không thừa nhận đấu với huynh thật sảng khoái. Nhưng tất cả những điều này đều kết thúc ở đây thôi. Triệu Ngã Hoàng,
hãy ra đây quyết đấu một trận nào. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa. Đạo pháp không có mắt, ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Đừng tìm nữa, ta đang ở đây rồi. Thật sảng khoái. Thì ra là như vậy. Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng tiếc thay, không thể nào cùng nhau uống ly rượu. Ta thua rồi. Tại sao lại muốn giết ta và Giảng Huynh? Minh Nguyệt, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cái này là thêu cho ta đúng không? Có thể cho ta xem một chút không? Thật là đẹp như cô nương vậy. Tỉnh rồi sao? Diệp tiên sinh, sao lại là người? Ngươi tưởng ta là ai chứ? Giảng công tử nhà các ngươi cũng không biết cái này đâu. Đây là đâu? Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ sắp đến Liêu Đông rồi. Ngươi đã ngủ suốt mấy ngày rồi? Nếu không phải bọn ta quan tâm đến ngươi thì ngươi đã sớm chết cống rồi. Ai bảo các người đến cứu ta? Tên tiểu tử không biết tốt xấu kia, hắn đang điều khiển xe ngựa. Sao huynh lại để hắn điều khiển xe ngựa?
Diệp tiên sinh, Triệu Ngã Hoàng thế nào rồi? Có lẽ hắn không gặp trở ngại gì lớn đâu. Vẫn chưa tỉnh à? Thế thì thật đúng lúc. Huynh ra ngoài đánh xe đi, để ta khâu cho huynh ấy. Vì khâu vết thương ngươi cũng biết sao? Ta đương nhiên là không biết rồi. Nhưng trước đây có học qua may giá quần áo, chắc trình tự cơ bản đều giống nhau đúng không? Ngươi là tay mới, cái này khi khâu e sẽ rất là đau. Đau sợ gì cơ chứ? Dù sao huynh ấy cũng chưa tỉnh. Không sao đâu, Diệp tiên sinh yên tâm đi. Được, thế thì giao cho ngươi. Vâng. Ta có thể bắt đầu được rồi. Chờ đã, chờ đã. Diệp tiên sinh hãy chờ khâu xong rồi hẳn đi. Tỉnh rồi. Vẫn còn ngang bướng như vậy, người biết ai cứu người không? Ta không cần cầu xin các người cứu ta. Nếu cần cứu thì chắc chắn Diệp tiên sinh sẽ cứu ta. Ta trở thành Diệp tiên sinh rồi đúng không? Thế thì tốt, hãy để Diệp tiên sinh ta tiếp tục khâu cho ngươi. Khoan chờ đã, cái gì vậy? Ta đã luyện rất thành thạo. Thế thì chi bằng ta lại đi Thiên Sơn mời tiểu yêu nữ về lại khâu cho ngươi. Thế thì không cần, cô ta ra giá rất đắt, ta không trả nổi. Tiền của ta đều ở trong quán rượu hết rồi. Đúng vậy, ngươi chịu đựng chút đi, giá của ta rẻ hơn nhiều. Khoan chờ đã, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, nhanh vào đây đi. Ngươi gọi ông ấy làm gì? Ông ấy đang ở ngoài đánh xe. Ta khâu là được rồi. Nào đến đây, đến đây. Giảng huynh, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta sai rồi, được chưa? Không cần nhìn phía trước mà đi. Bất cứ hành động nào của cô đều có thể khiến bọn chúng xuất đao. Ta dám chắc rằng đao của bọn chúng nhanh hơn thân thủ của cô rất nhiều. Lần này tuy là có thuốc tê cũng sẽ rất đau, tuy vết thương rất nhanh hồi phục. Ngươi hãy chịu đựng một chút. Đại ca, ngoài cửa có một cô nương tự xưng là Liễu cô nương cầu kiến, nói là chịu sự ủy thác của thần cơ cốc đến hỏi thăm một việc. Thần cơ cốc, hãy bảo cô ta vào đi. Dân người đã đưa vào. Đại ca, đã cho cô ta vào. Ta là Liễu Sắc Tân, chịu sự ủy thác của bằng hữu ở thần cơ cốc, đến hỏi ngài và Dương Quả Bán Giang khốc diệp 8 năm về trước. Ngươi đến tìm ta nên biết là có thể phải trả giá đúng không? Ta biết, ta không có tiền, nhưng ta có thể giúp ông giết người. Người trong thiên hạ đều biết rằng nếu nói giết người thì hiếm ai có khả năng thắng ta. Nhưng ta lại rất muốn xem thử cô nương có bản lĩnh đến đâu. Ông muốn xem thế nào? Ngay bây giờ cô nương hãy giết một người cho ta xem. Hãy đưa vũ khí cho cô ta. Ông muốn giết ai? Trương Đại Cang. Đại ca, nào, giết đi. Khoan đã, lúc nãy ngươi nói gì? Ta bảo hãy giết đi.
Rõ ràng là chưa đánh. Sao ngươi biết sẽ bị giết chết? Trước đây chúng tôi đã gặp nhau và cũng đã từng giao đấu. Tiểu đệ chưa từng đánh thắng cô ta. Nếu ngươi biết ngươi không thắng nổi cô ta, tại sao không nói? Tại sao lại tự chui vào chỗ chết? Đại ca, như vậy danh tiếng của Tiêu Cục sẽ bị hủy diệt rồi. Ta một mình đơn độc đến Tam Thông, được đại ca ban cho chén cơm. Đây là lần đầu tiên đại ca giao cho tiểu đệ nhiệm vụ, tiểu đệ phải làm cho tốt. Hơn nữa, đại ca bảo cô ta giết tiểu đệ, chắc chắn cô ta quan trọng hơn cái mạng của tiểu đệ. Hai người đều là nhân vật quan trọng, tiểu đệ chấp nhận phục mệnh. Đến đây, cô nương kia. Ta họ Liễu. Liễu cô nương, giết đi. Được, không cần đánh nữa. Ta đã nhìn thấy rõ khả năng của cô. Các người đều lui ra đi. Không có lệnh của ta, không ai được phép vào. Dân. Dân. Bây giờ ông có thể cho ta biết ta cần giết ai rồi đúng không? Ta có thể tự làm. Ta không cần cô giết người, nhưng ta chỉ biết giết người. Ta cần biết câu chuyện về Dương Quả. Chỉ cần cô nương làm giúp ta ba việc, ta sẽ nói cho cô biết điều cô cần. Ông nói đi. Vào giờ ngọ 5 ngày nữa, ở ngôi miếu rách cách Tiêu Cục 10 dặm, ngươi hãy đến đó thay ta cứu một thiếu niên. Nếu việc này ngươi không hoàn thành, thì không có việc tiếp theo nữa. Được rồi, ta đồng ý với ông. Nếu ta hoàn thành việc đó thì sao? Ta sẽ tự tìm cô. Chắc chắn vậy nhé. Tại hạ xin cáo từ, không tiện. Thuốc tê lần này ngươi dùng khác với lần trước. Lần này rất đau, cho nên... Tại sao ngươi lại trộn thêm thứ gì vào thuốc nữa? Ngươi dám phản bội ta? Ta... Người đứng đằng sau ngươi là ai? Ta đã nói rồi, không có sự cho phép của ta không được phép vào. Đại ca, vừa nãy cô nương kia đã nói gì? E rằng đó không phải là mục đích thật sự của ngươi. Là ngươi đã mua chuộc Lan Y, hạ độc ta. Đại ca anh minh, lý do gì sao? Ngươi đã không còn giả tâm. Tiêu Cục Tam Thông sớm muộn gì cũng lụng bại dưới tay ngươi. Là lúc ngươi nên thoái vị rồi đó. Đừng trách móc nữa. Nếu thuốc không phát tán thì ta sẽ không bước vào. Đại ca yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta đã giao phó cho lão nhị danh chính ngôn thuận tiếp quản Tiêu Cục. Hãy đưa tín vật ra đây. Không cần vội, ta sẽ chờ. Giản công tử, mong huynh mọi thứ đều tốt đẹp. Cũng mong rằng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Đứng lại. Đi đi đi. Người đứng lại. Đây là gì vậy? Hành lý. Qua đây đi. Được thôi. Đứng lại. Đây là cái gì vậy? Bàn thiên còn có y phục. Đi thôi. Sao vậy?
Lưu Đông này quả thật rất kỳ lạ. Người của tiêu cục ra khỏi thành đều phải kiểm tra thẻ bài, nhưng đối với người vào thành thì không thèm hỏi gì. Xem ra tiêu cục Tam Thông xảy ra chuyện lớn rồi. Hay là Triển cô nương gặp nguy hiểm? Ta có linh cảm rất xấu. Chúng ta đi nhanh thôi. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại. Đứng lại, là ngươi phải không? Đừng chạy nữa, đúng vậy. Đừng chạy nữa. Nhanh. Xin lỗi đã làm kinh động đến cô nương. Chúng tôi là tiêu sư của tiêu cục Tam Thông, đang giải quyết vấn đề nội bộ. Người phía sau cô nương đã lấy trộm đồ của chúng tôi. Chúng tôi phải bắt hắn về. Hắn, các người hôm nay không thể đưa hắn về được. Đừng ép bọn ta phải ra tay. Các người cũng đừng ép ta phải ra tay. Hôm nay ta không muốn giết người. Tiến lên bắt người thôi. Đi. Ngươi hãy thả ta ra. Thả ta ra đi. Ngươi hãy thả ta ra. Về đi. Nếu ngươi không giết bọn họ, sau này hậu quả sẽ khó lường. Ta không muốn ra tay sát hại. Hãy nghe lời ta. Đi đi. Ngươi không ra tay thì ta đi. Bây giờ ngươi biết nên nghe lời ai rồi đúng không? Tiểu nhà đầu này, chẳng phải ngươi là một tiểu tử à? Ta cảnh cáo cô, ta lớn hơn cô nhiều, không được gọi ta như thế. Cái gì, nóng tính hơn ta đúng không? Đi, đi nhanh lên, thả ta ra. Thả ta ra đi. Nhị ca xin thứ tội, nhị ca xin thứ tội. Nhị ca xin thứ tội. Xin thứ tội. Tất cả đều đứng dậy đi. Sau này các ngươi không ai được phép quỳ. Tạ ơn nhị ca, tạ ơn nhị ca. Các ngươi cũng không dễ dàng gì. Yên tâm, ta sẽ không nói lại với đại ca. Tạ ơn nhị ca. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ. Một tên trộm tay trói gà không chặt. Sao các ngươi lại để thua cơ chứ? Không chỉ có một mình hắn, còn có một nữ cao thủ bảo vệ hắn. Bọn tiểu đệ thua dưới tay ả. Được rồi, các người lui về dưỡng thương đi. Tạ ơn nhị ca. Tạ ơn nhị ca. Tạ ơn nhị ca. Nhị ca, không cần lo lắng đâu. Chúng ta có bốn đại cao thủ. Tuyết Sơn tứ sát. Chào nhị đại ca. Nhị ca. Có bọn họ ở đây. Hai đứa nhãi nhép kia không thể gây ra chuyện gì. Tốt quá, tốt quá rồi. Nhị ca. Nhị ca, tam ca. Bạch Hồ phái Yên Sơn cầu kiến. Hắn bảo có gì cần gặp đại ca. Yên Sơn phái. Đưa hắn vào thư phòng của đại ca. Dân. Tam đệ à, việc của tên trộm đó không được quá xem thường đâu. Nhị ca yên tâm, kẻ thù của tiêu cục chính là kẻ thù của Mai lão tam ta. Được rồi, lui xuống đi. Dân. Đại ca, khách đã đến rồi. Tiền bối, tại hạ là Bạch Hồ Nhị, đệ tử của Yên Sơn phái. Đây là tam đệ của ta Bạch Mã, tứ sư đệ Bạch Đầu Ông. Đại ta gần đây sức khỏe không được tốt. Không biết ba vị thiếu hiệp đến tìm là có chuyện gì? Tại hạ chịu sự ủy thác của một người bạn ở Thần Cơ Cốc, muốn đến hỏi Dương lão đại chuyện liên quan đến Dương Họa tại Thần Cơ Cốc 8 năm trước. Dương Họa. Cái này các vị cũng thấy rồi đó. Gần đây ta không được khỏe lắm. Hơn nữa, nội bộ lại xuất hiện một số thành phần nổi loạn. Ta thật sự chẳng còn tâm trạng nào để nói đến chuyện 8 năm về trước cả. Thế này đi, chờ mọi việc giải quyết ổn thỏa xong, ta sẽ nói cụ thể hơn với các vị. Các vị đi đường cũng vất vả rồi. Hãy bảo nhị đệ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho khách đi.
các vị hãy ở tạm đây ít hôm. Nếu nội bộ tiêu cục đang xảy ra chuyện, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Thật sự xin lỗi các vị, đại ca ta sức khỏe không được tốt, vậy ta không tiễn các vị nữa. Xin lỗi đã làm phiền. Ta còn một vấn đề nữa muốn hỏi. Xin cứ hỏi, có phải đã có một cô nương đến tìm tiền bối? Không có. Thế à? Xin cáo từ. Giảng huynh, ta thấy Dương lão đại này có gì bất ổn. Mỗi câu ông ta nói đều phải nhìn sắc mặt của phó lão nhị. Hơn nữa tay của phó lão nhị luôn đặt trên vai ông ta. Huynh nói xem, phải chăng là đã xảy ra chuyện gì? Huynh nói không sai chút nào. Còn một điểm nữa rất đáng ngờ. Điều gì nữa? Bọn họ chắc chắn đã gặp Triển cô nương. Ta đói lắm rồi. Ta không ăn cá, chỉ ăn gà thôi. Thích ăn thì ăn, không ăn thì chết đói. Người mau tách nó ra khỏi chân ta. Tại sao ngươi không để ta đi? Ta trói dậy yên tâm hơn. Nếu ta không có việc cần Dương lão đại giúp thì ta đã không ra tay cứu ngươi. Giờ ta đang chờ Dương lão đại đến đây. Nếu ông ấy đến mà ngươi không ở đây, ta lấy gì trao đổi với ông ấy chứ? Vậy thì ngươi hẳn thất vọng lắm rồi. Dương lão đại có thể cả đời này không đến đây được. Tại sao? Nội bộ tiêu cục Tam Thông nổi loạn, việc này không mấy người biết. Vậy tại sao ông ta bảo ta cứu ngươi? Không cứu ông ta, có phải ngươi đã trộm thứ gì của bọn họ đúng không? Ta có thể trộm gì cơ chứ? Ta biết bí mật của bọn họ, bí mật của việc nổi loạn trong nội bộ. Ta biết tín vật của bọn họ nằm ở đâu. Tín vật gì vậy? Tín vật là tín vật thôi. Một bang phái lớn như vậy, không có tín vật thì nghe ai được? Tín vật đang ở đâu? Tại sao ta phải nói với cô? Cô nhanh cởi trói cho ta đi. Lát nữa kẻ thù truy đuổi đến, ta muốn chạy cũng không chạy được. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cho dù ngươi bị bắt nhốt hay bị treo lên, ta đều không để cho ngươi chết đâu. Nếu lỡ ngươi không đánh thắng nổi bọn họ thì sao? Hãy cởi trói cho ta. Cởi trói xong chúng ta đều có thể chạy. Ngươi biết khinh công không? Bây giờ thì không biết. Vậy ngươi có thể chạy đến đâu? Không thể nói như vậy được. Con người ta ở đời, chỉ cần dùng tâm để làm mọi việc thì chắc chắn sẽ thành công. Mong muốn của ta bây giờ là được cao chạy xa bay. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Nếu như có thể dẫn theo cô nương mình yêu thì càng tốt. Tiểu tử thối, mới chút tuổi đầu đã bắt đầu tơ tưởng cô nương này nọ. Ta cảnh cáo ngươi, không được gọi ta là tiểu tử. Tên trước đó không tôn trọng ta, đã sớm thành nấm đất đen rồi. Thật đáng thương. Tính cách của ngươi vẫn còn trẻ con như vậy, chắc chắn chẳng ai muốn gặp ngươi. Đúng vậy, không ai chờ đợi gặp ta. Nha đầu, ngươi có người trong mộng rồi à? Có. Giảng công tử, huynh bây giờ đã ở Hắc Vũ Lĩnh điều trị độc rồi đúng không? Ta nhớ huynh vô cùng. Triển cô nương, ta sắp không chịu nổi rồi. Giảng công tử, huynh đừng làm ta sợ. Giảng công tử, Giảng công tử,
huynh tỉnh lại đi. Giản công tử, Giản công tử, tiểu nha đầu, cậu muốn trói ta vậy ư? Tiểu tử thối, ngươi muốn chạy đi đâu? Quay về rồi nói. Sao vậy? Cái mùi của người sống. Giờ nãy bên kia có người, đi quay lại lục soát thử xem. Nha đầu, trước đây là ta không đúng, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nên quá đáng nhé. Rõ ràng là ta bảo vệ ngươi, tại sao ngươi vẫn cố tình chạy trốn? Gà ở đâu mà đi lạc đến đây? Đừng giở trò với ta, không qua mặt được ta đâu. Ta chỉ muốn lấy tín vật, sau đó ra khỏi thành. Ngươi nói đi, tại sao ngươi luôn muốn bỏ rơi ta? Ngươi muốn đợi Dương lão đại, thế thì cho dù nguyên nhân gì, ngươi đều không thể rời khỏi đây. Ngươi nói đúng. Vậy thì ta nói cho ngươi biết, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, ngoài kẻ thù ra chẳng có gì khác nữa cả. Có như vậy ta vẫn đợi, ta có lý do cần phải đợi. Ngon thật đấy. Ngon thì ngươi ăn nhiều một chút, ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung, không có vấn đề gì. Ta nói thật đấy, xưa nay ta chưa từng được ăn gà ngon như vậy. Dương lão đại mỗi ngày đều cho các ngươi ăn cao lương à? Hắn đó à, đối với thuộc hạ không tốt, bảo thủ cố chấp, tính khí lại nóng nảy, không chịu nghe khuyên bảo ngoan cố. Có thể ngồi vững trên điểu ngư đài là nhờ vào võ công bản thân lợi hại. Rất nhiều người chỉ dám ôm hận mà không dám hé một lời. Điểm này phó lão nhị làm tốt hơn hắn. Phó lão nhị có nhân tính hơn nên hắn mới có cơ hội. Cho nên cái gọi là nội loạn là do phó lão nhị tạo phản. Ta đã nói rồi, Liêu Đông là nơi đầy rẫy thị phi. Nếu không vì bản thân có nhiệm vụ quan trọng, ta đã sớm phiêu du khắp nơi rồi. Một chút tuổi đầu đã bày nói chuyện như cụ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không phải là con trai của Dương lão đại đấy chứ? Dương lão đại không có lấy vợ, sinh con. Dương lão đại con người này tuy nhiều khuyết điểm, nhưng lại không có tính phong lưu. Về mặt tình cảm lại rất chung tình. Ta thấy không có gì so sánh được với tự do. Đúng vậy, tự do thì quá tốt rồi.
Sao vậy? Ngươi cũng không tự do phải không? Tất cả đều là quá khứ rồi. Không phải ngươi đã từng nói, một người nếu muốn dùng cả đời mình để làm gì đó thì cuối cùng cũng thực hiện được. Muốn tự do phải không? Thế thì hãy giành lấy. Ta đã giành lấy rồi. Ngươi xem, để trở thành như bây giờ, sao không ăn nữa đi? Không phải ngươi bảo đã có người trong lòng rồi sao? Thế hắn ta đâu? Sao lại để ngươi một mình vào sinh ra tử thế này? Huynh ấy cũng không biết võ công như ngươi. Có huynh ấy ở đây, ta lại bận tay bận chân. Thì ra là như vậy. Cô nương thích kiểu người không biết võ công. Thảo nào đối với ta tốt như vậy. Tiểu tử thối, đồ tiểu quỷ. Lần cuối cùng ta cảnh cáo cô, không được phép gọi ta là tiểu tử thối. Còn nữa, không được đánh vào đầu của ta. Chẳng phải là do ngươi nói lung tung mà. Cô thích đánh người không biết võ công. Thế thì người trong lòng cô chắc chắn là người đàn ông đáng thương nhất trong thiên hạ. Ngươi sai rồi. Ngươi mới là người đáng thương nhất trong thiên hạ. Huynh ấy trên thế giới này là người đàn ông mạnh nhất. Đến ngay võ công cũng chả biết thì có thể mạnh đến cỡ nào. Ta thấy ngươi đang ở trong trường hợp tình nhân nhã lý xuất tây thi. Tiểu nha đầu, khẩu khí cũng ghê gớm lắm. Tiểu tử thối, miệng lưỡi không xương. Ngươi nên tích chút khẩu đức đi. Cô đối với người đàn ông của mình như vậy ư? Bị ta tìm thấy rồi. Tuyết sơn tứ sát, ngươi cởi trói cho ta nhanh. Ta tưởng chúng ta bắt được cao thủ nào, hóa ra là tên tiểu tử thối và một tiểu nha đầu. Đi nhanh lên. Không ngờ các người đuổi theo nhanh như vậy. Ta đã nói rồi, còn ta đây, ta sẽ không để bọn chúng đụng đến ngươi. Đây là Tuyết Sơn tứ sát, chuyên làm nhiệm vụ sát nhân cho Tiêu cục Tam Thông, chưa hề thất bại. Ở chỗ này có ba người, chắc chắn còn một người đang ở chỗ chúng ta không nhìn thấy. Nếu đã biết bọn ta là Tuyết Sơn tứ sát, thế thì đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Hãy mang tính vật ra đây. Đây là việc giữa ta và các ngươi, không liên quan đến cô ta. Hãy để cô ta đi đi. Đừng phí lời nữa. Tính vật đâu, giao ra đây. Ai dám động vào hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Hãy đứng sau lưng ta, đừng đi đâu cả. Xông lên. Ngươi đi nhanh đi, bọn họ sẽ không lấy mạng ta. Cứ xem như ngươi giỏi giỏi đi, cũng đừng hòng thoát khỏi tay tứ sát này. Trương Đại Can, không sao chứ? Chúng ta phải mang cái xác giấu đi. Nếu không may bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Bên này. Hãy đưa tín vật ra đây. Nếu không tất cả đều phải chết. Mang mạng ra đây.
có nàng, trời đất trở nên lạnh giá. Bị giam hãm giữa ánh sáng và bóng tối, nụ cười không bao giờ tắt của nàng, sáng chói như dải ngân hà. Không thể thôi yêu nàng. Những kỷ niệm luôn ở trong ta. Ánh sáng sau cơn mưa chói lóa rực rỡ, đó chính là nàng. Cũng chính là lúc ta thấy nàng. Ta cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại chàng. Muốn bỏ rơi Giản công tử của nàng ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi ư? Huynh đi Hắc Vũ lĩnh giải độc, ta đi Liêu Đông giúp huynh giải quyết mọi việc. Tại sao huynh không nghe lời? Ai bàn bạc với nàng chứ? Rõ ràng là nàng bỏ rơi ta, còn cho ta uống thuốc mê nữa. Nàng biết nàng có tội gì không? Xin lỗi. Huynh bệnh nặng như vậy, lại luôn suy nghĩ về việc ở Liêu Đông, nên đây là cách mà ta nghĩ sẽ tốt nhất. Ta đến tìm nàng cũng chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ được. Còn tính mạng của huynh thì sao? Huynh sẽ chết. Ta đã từng hứa với nàng, nếu có chết cũng phải chết dưới tay nàng. Giản công tử. Trương đại ca, sao ngươi đến đây? Một vài câu không nói hết được. Ta và Triển cô nương chịu sự ủy thác của Dương lão đại đến cứu vị tiểu huynh đệ này. Ta là mật sứ của Dương lão đại, đa tạ các vị đã tương trợ. Tại hạ Giản Bất Tri của Thần Cơ Cốc. Thì ra là thiếu cốc chủ của Thần Cơ Cốc. Nghe danh đã lâu, nhưng đây không phải là nơi có thể nán lại lâu. Chúng ta nên đưa xác đến một nơi an toàn, nếu không phó lão nhị sẽ phát hiện ra. Được,